Những chiếc laptop tầm trung luôn là sự lựa chọn tốt nhất của những sinh viên hay là những người làm công việc bán giấy. Các hãng lớn như Dell, Acer, Sony hay HP là những ông lớn trong tầm phân khúc này. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop tầm trung, đó chính là chiếc Dell 6420 với phiên bản Core i5. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu chiếc máy này nha. Với vỏ ngoài có được làm bằng hợp kim nhôm với màu xám đen kết hợp với logo màu xám bóng, và phần quanh máy và phần bản lề thì được tô điểm bằng gạch chrome. Phía trong máy thì được tô điểm bằng viền cam bao quanh phần bàn phím. Điểm trừ ở thiết kế này đó chính là cân nặng trọng lượng của chiếc máy 2,8 kg, nó khá nặng và nặng hơn những chiếc laptop doanh nhân khác. Bên phải của máy thì có một cổng eSATA, hai cổng USB 2.0, một ổ đĩa quang và một khe express card. Bên trái của máy thì có một cổng USB 2.0, một cổng VGA, một jack cắm âm thanh. Trước của máy thì có một khe cắm thẻ SD. Bàn phím của máy với bàn phím chống tràn thì đem lại cho người dùng sự thoải mái và an tâm khi mà gõ phím, với thiết kế khá nổi bật với đường viền cam bao quanh. Ngoài ra thì khuyết điểm lớn nhất của bàn phím đó chính là bề mặt bàn phím. Nếu mà tay bạn có mồ hôi dầu hay là vết bẩn thì nó sẽ dễ để lại dấu vân tay hay là bụi bẩn trên máy. Vì vậy các bạn phải thường xuyên lau chùi máy để tăng tuổi thọ được bàn phím của mình. Touchpad của máy thì cũng khá vừa tay. Ngoài phần touchpad thì chúng ta còn có một nút checkpoint để làm việc và để làm việc thao tác với máy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn nào dùng quen thì hãy dùng trên nút này, không thì nên dùng phần chuẩn cảm ứng để có thể dễ dàng làm việc và thao tác chính xác hơn. Máy được trang bị chip Intel Core i5 2520M, xung nhịp 2,5GHz, ép xung nhịp có thể lên đến 3,2GHz, RAM 4GB, cảm đồ họa Intel HD Graphics 3000 và ổ cứng HDD 250GB. Với chiếc máy này thì chúng ta có thể làm việc trên các ứng dụng kinh doanh, xử lý văn phòng, thao tác cơ sở dữ liệu hay là duyệt trình web. Khe tản nhiệt ở phía bên trái và quạt tản nhiệt hoạt động tốt, giúp cho máy giảm thiểu được độ nóng trong quá trình sử dụng lâu. Loa của máy thì khá là tốt cho chất lượng âm thanh đủ dùng, nhưng mà nếu bạn nào muốn nghe âm thanh to hơn thì có thể mua thêm loa ngoài. Máy có pin 6 cell, với một chiếc máy cũ thì có thể như thế này thì có thể thời gian sử dụng tầm 1 đến 2 tiếng, thì mình nghĩ nó cũng là hợp lý rồi. Trên thị trường chiếc máy này chỉ có giá khoảng 4 triệu đồng, mình nghĩ nó khá hấp dẫn. Với 4 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu ngay một chiếc máy có cấu hình và thiết kế như mình vừa giới thiệu. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ về chiếc Dell 6420. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì hãy comment ở phía bên dưới, mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình.